Chào các bạn, hôm nay mình sẽ quay cho các bạn xem một buổi chiều êm ả ở thành phố biển. Những con đường nhỏ nhỏ, mình đi những con đường quay cho các bạn xem. Vắng tanh, vắng ngắt như chùa Bà Đanh. Tại vì ở đây chỉ có mùa hè, tháng 7, tháng 8 là đông người ta tới. Người ta đi ra biển chơi đó. Còn ngày thường không có ai hết á. Còn ngày tháng thường với mấy cái tháng lạnh này nè, người dân ở đây à, ở đây có 4.000 hộ thôi, 4.000 hộ dân thôi, rộng bao nhiêu mình quên rồi, nhưng mà nó vắng, chỉ có 4.000 hộ dân, nhà cửa nó vậy đó các bạn, đường xá sạch sẽ lắm nè các bạn. Đó. Bình, ai mà thích cuộc sống yên bình, lặp đi lặp lại thanh bình, không có bon chen. Với lại phải có tiền nhiều mới về khu quê sống được nha các bạn. Tại vì về đây nó có việc làm gì đâu. Mấy người giàu quá không có cần đi làm á, thì mới mua nhà ở đây sống. Đây có cái nhà mới xây đẹp ghê không? Đó, nhà ở đây nó vậy đó, thấp thấp vậy đó. Đi đi cái này đi gần biển, mấy nhà càng gần biển nó càng mắc tiền. À, đây có tiệm bánh pizza nè, pizza trong một cái khu nào của Pháp cũng có một cái tiệm bán bánh mì boulangerie, bánh mì ăn bánh đó. Một tiệm bánh mì, một nhà thuốc tây, một cái nhà thờ đó. Nhà này hoành tráng ghê chưa, nhà rộng lắm luôn. Đẹp chưa? Mình đã nhắn tanh đó, thì bánh mì này. Bánh mì này cũng ngon đó. Bánh mì, bánh ngọt đó. Đó, coi luôn. Cho các bạn xem ha. Qu'est-ce que tu fais à part le téléphone, mais tu es dehors quand même en même temps qu'à la maison. Ah, il fait beau. Oui, il y a du soleil. Ah, toàn cảnh con đường đó các bạn. Trop de soleil ça. Đây cho các bạn xem bánh mì. Oui. Alors ils étaient censés avoir un orange, c'est bizarre, mais il n'y en a pas eu. Voilà. Bah ouais, ouais, c'était vraiment improvisé parce que vendredi j'attendais des réponses pour une émission. Et après, bah, juste avant de partir, on me dit, bah finalement, je commence le 15, et, bah, je vais faire l'express, quoi, un truc improvisé. Đường đẹp ghê không các bạn, sạch sẽ, yên bình, không khí trong lành. Đây cái nhà xưa nè, nhà chắc xưa lắm rồi đó, không có người ở. Đây cũng có những khu căn hộ nha các bạn. Đó, những căn hộ. Voilà, là on se balade au bord de mer. Các bạn xem. Oui. Voilà, donc là, là pour l'instant c'est beau, mais il y a quand même des petites bulles de pluie, c'est pas 100% beau. Có điều là ở đây mà
Bạn nào người Việt Nam ở đây sẽ thèm đồ ăn Việt Nam lắm, tại vì ít nhà hàng Việt Nam mà có cũng không ngon, vì nó không có bán nhiều mấy cái đồ Comment? Việt Nam, nước mắm, Bah, ça paraît, bún il y a, miếng c'est rồi du không mal de có. dos, les mecs. Un peu de... c'est pas la grande forme, mais bon, voilà. Rồi mình quay cho các bạn xem sơ con đường thành phố biển yên bình như thế nào, khác xa Paris như thế nào. Tạm biệt các bạn nha, bye bye.